Một địa điểm hot nhất thủ đô, một không gian ngập tràn văn hóa và tri thức, một điểm hẹn nhất định không thể bỏ lỡ. Hội sách Hà Nội 2023 chủ đề Thắp lửa tri thức, kiến tạo tương lai. Đồng hành cùng gần 40 đơn vị phát hành xuất bản tham gia hội sách Hà Nội, Đinh Thị Books mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc từ gia đình tới cộng đồng, mang trẻ đến gần hơn với các giá trị từ văn hóa truyền thống đến những tác phẩm thấm đượm hơi thở của thời đại mới. Đinh Thị Books cùng con khôn lớn góp mặt tại hội sách với hàng trăm tựa sách giáo dục thông minh đồng hành cùng trẻ không tới 15 tuổi. Không gian trải nghiệm sách tương tác độc đáo và khác biệt. Quyển sách khoa học bách khoa tri thức bổ ích. Chương trình ưu đãi tới 30% toàn bộ sách Đinh Thị với vô vàn sách hay chỉ từ 10k, cứ tới là có quà với hơn 1.000 phần quà gói chọn tình cảm của Đinh Thị. Hội sách Hà Nội, điểm hẹn cuối tuần lý tưởng để cả gia đình tham quan, trải nghiệm, giao lưu văn hóa và gắn kết cùng nhau trong hành trình cùng con khôn lớn. Hẹn gặp bạn ngày 6 tháng 10 đến 8 tháng 10 tại gian hàng Đinh Thị Books, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.